Em có mỏi chân không? Mình ngồi đây nghỉ đi. Em này, thế em định tính thế nào về chuyện của chúng mình? Chuyện gì cơ? Thì bao giờ em định chụp ảnh cưới? Cả hai nhà đang như thế, bây giờ nói chuyện đấy ra có được không? Thế thì mới cần phải đẩy nhanh tiến độ chứ. Cả bố em và bố anh hiện tại như không muốn nhìn mặt nhau ấy. Anh nghĩ năng chầu cao sang, bố em có tiếp không? Đây. Hay là chúng mình đưa các cụ vào thế đã rồi đi. Ý anh là sao? Thì bây giờ em cứ có baby trước đi, xong rồi hai chúng mình sẽ báo cáo sau. Lúc đấy vài năm đóng thuyền rồi, các cụ chỉ biết đẩy thuyền ra khơi thôi. Anh muốn chết không? Thế mà cũng đùa được à? Có mỗi cách đấy thôi, biết làm thế nào bây giờ. Nhá. Không. Ý. Không. Nhá. Nói nhiều nhỉ? Không. Cười kìa. Đồng ý đúng không?